Chào các bạn. Chúng ta lại cùng mình trải nghiệm một cái phần làm nội thất của một phòng nữa. Đúng không? Đây nó sẽ là một cái series cho các bạn luôn. Hôm nay thì làm cái phòng họp này. Đây. Làm cái phòng họp này. Có gì hay ho đúng không? Xem là có gì hay ho. Trong các cái phần này thì gần như các bạn sẽ được nhìn thấy mình làm các phần dự án thực tế, các cái cách thức mà mình sẽ sử dụng, để mình làm các phần dự án. Tất cả đều là thực tế nhá, không phải là mình vẽ hay là như kiểu là mình dạy cho các bạn xem để chơi đâu. Đấy, nhưng thằng này thì là những dự án mà sẽ thực hiện luôn, tức là sẽ thi công thực tế. Đó. Ngày xưa thì khi mà mình ngày xưa khi mà mình đi học ấy, tức là ngày xưa đi làm ấy, ngày xưa đi làm thì hay tức là cái cách học của mình là mình nhìn lỏm, mình học lỏm của các anh chị ở trong công ty hoặc là những người mà đã đi trước mình. Đấy, học lỏm của họ, xem họ cách thức họ làm như thế nào, mình xem rồi thao tác rồi các cái phần mà họ mình xem thao tác rồi các cái mà cách thức họ làm ở trong một cái phần bản vẽ đấy, thì bắt đầu học, xong đó thì bắt đầu học hỏi đó, học lỏm xem là họ làm như thế nào để chúng ta mình bắt chước làm như thế, sau đó thì cũng thử nghiệm xem là nó có hiệu quả hay không, đúng không? Thử nghiệm xem là nó có hiệu quả hay không, hay là trong quá trình làm việc thì cũng đúc kết ra được nhiều cái là xem là các quy trình mình làm nó đã ổn hay chưa. Đấy, thực hiện để tốt hay chưa. Nếu mà không ổn thì lại phải thay đổi thôi, đúng không? Nếu mà không ổn thì lại phải thay đổi. Ở đây mình sẽ biên tập một tí về cái bản vẽ này. Mình sẽ để mình đưa vào cái bộ layer của mình và mình làm một chút để sau này khi mà mình hack các thứ ấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Cái này có thể các bạn không cần làm, tùy các bạn, nếu mà các bạn không có nhu cầu, phải biên tập lại đấy, thì các bạn cũng không làm cũng chẳng sao cả, nhưng ở đây là mình muốn biên tập lại cái bản vẽ của mình đây. Sau này mình hack những cái phần này nó rất là dễ dàng. Được chưa? Bước đầu tiên thì là phải đi bước đầu tiên của cái phòng này là phải đi bố trí lại nội thất. Theo yêu cầu thì thằng này nó sẽ là phòng họp trực tuyến này. Đó, yêu cầu thằng này sẽ là phòng họp trực tuyến. Bây giờ phải phá thằng này ra. Ây da, cái bàn họp này căng quá nhỉ. Tắt bớt nét đi. Đây, đây là ghế họp của mình. Ghế họp của mình đây. Cái họp này thì mình lấy sẵn mẫu ở các cái phần công trình khác mình đã làm rồi. Đó, thử sự xem nào. Xóa hết. Thông thường thì các mặt bằng này thì mình phải làm lại hết, rất ít khi mình dùng lại cái mặt bằng cũ, trừ khi là mình kiểm tra mà mình cảm thấy nó ổn đấy. Đấy, mình kiểm tra thấy nó ổn thì chúng ta có thể là chúng ta dùng lại, còn không thông thường thì thường là chúng ta sẽ phải 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 đi bố trí lại thôi. Ở đây thì ghế họp phát. Ghế họp. Pick point này, chọn này, được chưa? Ok chưa? Cho là thành, thành là cái họp một đi, để tí nữa có cái họp hai thì sao, đúng không? Ok, đây, cái này mình sẽ chuyển nó thành nét nội thất. Rồi, bây giờ làm cái bàn. Thằng này thì sẽ yêu cầu là phòng họp trực tuyến, cái bàn sẽ phải chạy khoảng này. Đây, mình sẽ thử xem. Sau này sẽ phải ghép module nữa. Và nếu mà họ thích cái bàn oval kiểu như này thì lại là một vấn đề đấy. Sau này thi công cũng khá là vất vả khi mà làm những cái bàn oval kiểu như thế này. Rồi. Cái khoảng họp cái bây giờ giả sử như cái bàn của mình nó sẽ là vào khoảng 2 mét đi xem nào. 2 mét và chiều dài kia là thôi. Thì mình vẽ tượng trưng lấy một phân vùng đó.
sẽ khoảng này đúng không? Đây, khoảng này là 7 mét, 2 mét, 7 mét, 2 mét, 7 mét rưỡi, 21 và 76. Đây, 2100 và 7600. Nói đại đã. Như này, cái bàn của mình sẽ vào khoảng như thế này. Và mình sẽ xem nào. Thằng này đúng không? Làm thử làm cái bàn oval xem nào. Thằng này offset vào khoảng 500. 500 tính là vào 1 mét à? Thôi là 300 thôi. Rồi, đoạn đầu thì giới thiệu, đoạn sau thì các bạn sẽ được xem các cái phần mà mình thực hiện. Mình sẽ không trao đổi nhiều nữa. Các bạn sẽ xem các phần dự án. Đoạn nào mà mình tiện mà mình muốn chia sẻ với các bạn thì mình sẽ bắt đầu nói nhá. Ok.